gia đình tổng thống Obama về tới tiểu bang Hawaii để mừng lễ giáng sinh. Tin từ Honolulu, tổng thống Barack Obama và gia đình về tới tiểu bang quê quán tại Hawaii vào khoảng 12 giờ sáng ngày 22 tháng 12 để nghỉ lễ hàng năm sau khi thuyết trình một tuyên bố về quá trình điều đình trong việc tránh vực thẩm tài chánh và trước khi cất bước rời cuộc họp báo, Tổng thống Obama đã chào các phóng viên với lời hẹn gặp lại trong tuần tới. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc đã không công bố chính xác là ngày nào Tổng thống Obama sẽ trở lại hoa thịnh đốn. Nếu không đạt được sự thỏa thuận trước ngày cuối năm, chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc phải tăng thuế và cắt giảm ngân sách để có thể tiết kiệm 600 tỷ Mỹ Kim rất nhiều chuyên gia kinh tế dự báo việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách này sẽ đưa hoa kỳ trở lại sự suy thoái kinh tế còn về gia đình ông obama có truyền thống hưởng những ngày lễ giáng sinh tại thành phố honolulu hawaii